Ngày 8 tháng 1, tạo hình chính diện đầu tiên của Dương Tử trong Quốc sắc phong hoa bị lan truyền trên mạng xã hội. Từ bức ảnh gốc kém chất lượng, cư dân mạng đã trổ tài chỉnh sửa để nhân vật Hạ Duy Phương trở nên sống động hơn. Đa số cư dân mạng nhận xét, khuôn mặt của Dương Tử rất hợp với các tạo hình cổ trang khác nhau và lần tạo hình này mang lại cho họ cảm giác rất khác biệt. Trong bức ảnh có thể thấy Dương Tử diện trang phục nền nã, điểm nhấn là kiểu tóc vấn cao đi cùng các phụ kiện vàng bạc, khiến người xem có thể cảm nhận được sự duyên dáng, phong thái và khí chất sang trọng phú quý của phụ nữ thời Đường trong thời kỳ thịnh vượng. Trong Quốc sắc phong hoa, Dương Tử vào vai Hạ Duy Phương, con gái một thương nhân giàu có. Sau nàng tạo ra một thương hiệu hoa nổi tiếng, sau đó chuyển đổi nghề, thành lập Mộ Dung Đường, sản xuất dầu, thuốc và ngũ cốc để mang lại lợi ích cho người dân. Tạo hình trên được cho là khá phù hợp để xây dựng một Hạ Duy Phương kiên cường, mạnh mẽ, mang trong mình chí lớn. Cư dân mạng cũng phát hiện cùng thời điểm này có hai bộ phim cổ trang khác được quay lấy bối cảnh nhà Đường là Thục Cẩm Nhân Gia của Đàm Tùng Vận và Tử Dạ Quy của Điền Hy Vi. Trong Thục Cẩm Nhân Gia, Đàm Tùng Vận vào vai Quý Anh, tiểu thư của Sử Nhuệ Hoán Hoa, từ nhỏ đã say mê nhuộm vải, thiên phú hơn người. Tuy nhiên sau này Quý Anh lại trở thành người gánh vác trách nhiệm bảo vệ hàng ngàn người thợ, khôi phục kỹ thuật nhuộm truyền thống. Chính vì thế trong hầu hết các bức ảnh mỹ lịch, tóc của Đàm Tùng Vận được búi cao, gọn gàng, đơn giản, nhấn nhá với các phụ kiện nhỏ trang nhã, càng làm tôn thêm gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nữ diễn viên. Điều đặc biệt thu hút khán giả là các trang phục trong dự án này của Đàm Tùng Vận được thiết kế rất tỉ mỉ, hài hòa về màu sắc, kiểu dáng. Tạo hình thời Đường cũng được nhận xét là rất hợp với Đàm Tùng Vận và góp phần giúp cô nàng trông trẻ trung hơn. Trong Tử Dạ Quy hợp tác cùng Hứa Khải, tạo hình của Điền Hy Vi cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Dễ dàng nhận thấy từ cách trang điểm cho đến trang phục của Điền Hy Vi có tông màu tươi tắn và rực rỡ hơn hẳn. Kiểu tóc càng khoe trọn vẻ dễ thương của cô nàng. Tạo hình này hoàn toàn phù hợp với nhân vật Võ Trinh, một quận chúa xinh đẹp nhưng lại nghịch ngợm, thích gây rối. Đa số cư dân mạng đều có chung nhận định trong tạo hình phụ nữ thời Đường, cả ba nữ diễn viên đều vô cùng xinh đẹp, khiến họ như có cảm giác xuyên không. Và điều quan trọng hơn cả là những tạo hình này phù hợp với nhân vật mà họ thể hiện trong phim. Ý kiến của bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận nhé!